Múa Xuân Phàm là điệu thanh sướng dân gian độc đáo và đặc sắc của người dân Thanh Hóa. Sử sách còn lưu vào đời vua Lê Thánh Tông, một lần về thăm Lang Kinh đã sáng tác nhã nhạc Bình Ngô Phá Trận. Khi nhạc tấu lên, tất cả quần thần đều xúc động. Tuy ngày nay không còn được lưu giữ, nhưng nó đã hóa thân vào các trò diễn sướng dân gian của người dân xã Xuân Trường. Không khí trò diễn cho ta biết đất nước một thuở thanh bình, người dân một đời ấm no hạnh phúc.